Tôi nhớ là tôi chưa nhận lời cầu hôn của bất cứ một ai, và cũng chưa hề gửi thiệp mừng của mình cho bạn bè biết. Chắc ông đã lầm tôi với ai rồi đó. Cũng như tôi đã từng lầm ông. Tôi hoàn toàn không tin điều đó. Tin hay không là quyền của ông. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chứng minh rằng tôi chưa xuất giá du quy, vẫn còn thui thủi cô đơn trong cảnh tôi chỉ phòng không ngắm mùi tuổi phận đương duyên. Nghe hạnh nói tôi không hiểu được, đã du quy sao lại cô phòng, hạnh cay đắng tôi mà làm gì. Tôi nào dám trách hờn một ai, chỉ ôm nỗi hận vào tim. Chuyện ngày xưa thôi đã hết rồi, ông nói chi nhận nỗi buồn riêng. Ai buồn hơn ai khi thiệp hồng em trao tôi trước? Nếu em biết ngày tôi nhận được thiệp cưới là chết cả con tim như cái xác vô tri vất vưởng bên chờ đợi. Tôi cũng như không có quyền trách em xuất gia. Trời đã sinh tôi mang phận của tôi phải cam đành nhận bao đau khổ. Sẽ không còn trách tôi phản bội, đưa thuyền tình rẻ sóng sang sông. Trời ơi, sao sự thật lại quá trơ trêu? Ai đã gây cảnh chia lìa tơ tóc? Dình thường ơi, hiểu lầm tất cả. Đến giờ này Kiều Hánh vẫn còn sống cô đơn. Em bảo sao? Con người đã ly gián tình ta, và hai chúng ta là nạn nhân của cuộc ly gián đó. Nhưng ai là thủ phạm? Em đã biết người đó là ai. Là ai? Em nói đi. Ai? Anh có biết cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng anh muốn biết ai là thủ phạm. Họ phá vỡ tình ta với mục đích gì? Là ai? Hạnh, em nói đi. Là người đã sinh ra và nuôi em khôn lớn, là người đã lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, và đã hy sinh cho em cả cuộc sống riêng mình. Lo lắng nhiều vì hạnh phúc của là mẹ em.
gì muốn con mình ứng chú giàu sang. Cái nghiệp làm sao mình nói gì đây khi tình đã lỡ rồi. Trong dĩ dàng nhưng vẫn còn ta biết yêu em. Dù yêu nhau tha thiết đến độ nào thì mình cũng phải chia tay. Anh đang có gia đình sống ấm êm hạnh phúc thì anh đừng làm khổ vợ anh. Người đàn bà bị chồng bỏ rơi, anh biết là đau khổ tới mức độ nào không? Em đã chịu đựng một thời gian dài đau khổ, nên hơn ai hết em hiểu nỗi khổ đau tột cùng của người phụ nữ. Kiều Hành, em hãy tha thứ cho anh. Giữa anh và em không một ai có lỗi, kể cả mẹ em. Mọi việc đều do định kiếp mà ra. Em chỉ mong rằng anh hãy sống trọn vẹn hạnh phúc với vợ anh. Vĩnh biệt. Khoan, Kiều Hạnh ơi, chị hãy đứng lại đây để cho tôi có đôi lời phân tỏ. Dù tôi đến với Vĩnh Tường bằng hôn nhân chính, nhưng tình yêu thì anh ấy luôn dành cho chị. Và từ ấy đến nay không thay đổi bao giờ. Chị nói gì? Anh tưởng nghĩ chị bội dông nhưng chị vẫn biết không có gì bất lìa tình yêu đó. Và biết phận mình là kẻ đến sau. Với Vĩnh Tường dù yêu tha thiết bao nhiêu, tôi vẫn không hạnh phúc khi chỉ còn đau khổ. Tôi sẽ rút lui trả anh Tường về cho chị, về với tình yêu chung thủy ngày. Chị nói gì lạ vậy? Chị nghĩ thằng người như thế nào mà nói những câu ấy chứ? Mọi việc giờ đây đã an bài tất cả. Chúng ta đừng tiếp tục làm khổ cho nhau. Hãy để sự thanh thản nó tìm về với tâm hồn của mỗi chúng ta, để chúng ta quên đi quá khứ. Vĩnh biệt. Kiều Hạnh. Kiều Hạnh, anh Tường, anh phải chạy theo chị ấy ngay đi. Đi đi anh. Anh đi đây. Anh đã biết khi em vừa mới đến. Biết mà tính bơ à? Chứ anh phải làm sao? Anh phải đứng dậy nè và hớn hở đón em. Rồi cái... rồi nói một câu khách sáo nào đó, đúng như lời của những người đang yêu nhau. Em cần sự khách sáo đó sao? Không có phải vậy, nhưng mà ít nhất anh... gặp nhau lần này, chúng mình không còn thời gian để hờn dỗi nhau nữa đâu. Anh sao? Anh muốn nói. Mình gặp nhau đây để nói lời chia biệt, rồi mỗi đứa một nơi. Tha phương nơi xưa lạ nặng tình nhớ thương, tưởng tình ta gắn bó trọn đời. Ai ngờ đường tơ đứt đoạn từ giờ. Anh nói chi em không hiểu được, sao chia lìa đang lúc Hạnh ơi buồn
đang đi xa, nhưng mà đi đâu? Đây, đây là giấy báo du học. Anh phải lên đường sang Mỹ tu nghiệp 2 năm. Đó là điều đáng mừng, sao anh lại bi quan chứ? Anh buồn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Chiều này nè, anh có đến nhà em. Dạ, anh đã gặp mẹ em. Phải. Mẹ em đã nói gì với anh hả? Nói những điều mà anh không thể thuật lại cho em nghe được. Anh không tin em. Yêu nhau mà không tin nhau thì đâu phải là tình yêu. Em biết, hiện giờ mẹ em không muốn cho anh và em yêu nhau, nhưng em nghĩ sau này sẽ khác. Em tin như vậy à? Em tin, vì từ ở mỗi chúng ta, khi đến với tình yêu thì đều tin ở ngày mai. Tôi lứa sẽ nên nợ nên duyên, dù cho gặp phong ba, miễn là ta hiểu lòng nhau thì đâu sợ sự cách xa. Em yêu anh không suy đi tính lại, do con tim rung động chân thành. Anh đừng lo ngại làm gì, nhưng em còn nghề bổn phận làm con thân anh thì nghèo khổ khúc côi. Áo mặc sao qua khỏi đầu anh đau khổ vô cùng. Mọi chuyện đều do em quyết định, mẹ không nỡ em riêng con. Thái độ của mẹ em rất quyết liệt, còn thời gian xa cách thì khá lâu. Ai dám chắc rằng... Đừng anh, anh đừng để cho ý nghĩ dớ dẫn kia làm mất đi hạnh phúc hôm nay. Kiều Hành trước hay sau gì vẫn là Kiều Hành. Yêu ai rồi đến chết không quên. Kiều Hành, em làm cho anh cảm động quá. Anh tin em rồi chứ? Phải. Kiều Hành, anh yêu em hơn bao giờ hết Kiều Hành mà. Ê, bà chủ dậy chưa? Sao tôi hỏi không trả lời? Trời đất ơi, nè, nghe tôi hỏi không? Trời đất ơi, người ta hỏi mà không trả lời, chi dễ hả? Bà hỏi ai vậy? Hỏi ông chứ hỏi ai? Ủa, bà hỏi tôi đó hả? Ừ, trong phòng có 2 người, không lẽ tôi hỏi ai, không lẽ tôi hỏi cái phòng này sao? Có tên, có tuổi, có thứ đàng hoàng, tự nhiên cái hỏi trống không, hỏi phong long ai biết đâu trả lời. Ê, bộ chưa đi chợ hả? Sao? Sao giờ này chưa đi chợ? Bộ điếc hả? Ê, ông nói ai điếc hả? Tôi nói bà. Ừ, tôi điếc vậy đó. Rồi có mắc mớ gì đến mấy người không? Mắng chửi tôi. Có mắc mớ gì tới ông không? Tôi mắng chửi bà hồi nào? Mới nói đi mà chối à. Nói mà ông sợ thụt lưỡi. Ông mới nói sợ sợ rồi còn chối gì nữa. Này ông dám thề không? Thề đi, thề học máu đi. Mở miệng ra là thề, mở miệng ra là muốn gây rồi. Cái thứ gì đâu? Ừ, thứ gì? Tôi vậy đó. Ai biểu? Chưa gì ông lại mắng tôi, thấy tôi cô độc âm ăn hiếp hoài. Này à, tôi sẽ có đôi côi, ông còn dám ăn hiếp tôi không nào? Thiệt tình tôi không hiểu được bà, cái người gì mít ướt một cây, vừa đó đã không chắc chạy ngay thôi mà. Để mai mốt mà đây với đó, lỡ có gì khó nói khó coi, hiện như tôi phải dễ kiếm đâu, mai mốt lỡ chuyện hắn hiếp tôi hoành. Thôi cho xin đi, rớ tới hả là tôi ăn mệt. Đồ quỷ nè, người ta chứ bộ mít sao, hở cái gì ăn, hở cái gì ăn.
Thì là mít ướt đó, dễ rụng. Mà đụng vô cái là rụng, rụng thì ăn mệt xỉu chứ gì. Thôi đi. Nè, tôi nói cho mà biết nha, mai mốt á, không có được nói tôi như vậy à. Tôi giận á, tôi mà giận nữa ha, tôi nói thiệt nghe, chết tôi cũng không có quên đâu. Thương tới chết không quên hay là giận tới chết? Quỷ giật ông nè, cái đồ... Cái đồ gì? Cái đồ... đồ... cái đồ thương không vô vậy. Trời ơi mẹ, thương không vô mà cứ tối ngày kiếm người ta hoài. Cái mặt sợ ma mà không lo. Còn ông? Ông còn hơn là quỷ hơn. Vậy đó, quỷ mới trị được ma chứ. Sao? Trời bà chủ tới rồi. Chào dì chưa đi chợ sao? Dạ, tôi đi liền. Nè, trưa nay tôi không về. Dì bảo con Kiều Hạnh ở nhà cứ ăn cơm trước nha. Dạ. Chú vào lấy xe đưa tôi đến xưởng. Dạ. Dạ thưa bà, có thư. Của ai vậy? Dạ, hình như là của cậu Vĩnh Tường gửi cho cô Kiều Hạnh. Dì đưa cho tôi. Dạ thứ ba, dạ thôi con đi chợ. Con cái nói hoài mà không chịu nghe. Cái thứ đồ nghèo mát rép mà thương yêu cái nỗi gì. Rầy la nó thì nó nói mình ngăn cấp. Làm mẹ thiệt là khổ mà. Vào đi. Dạ thưa dì. Hải Văn. Dạ cháu đây. Trời ơi, cháu mới về nước hả? Dạ. Về hồi nào vậy? Ngồi, ngồi đây cháu. Dạ, ngồi dạ, đây. Dạ, dì để cháu tự nhiên. Trời ơi, về hồi nào mà không cho dì hay nha. Uống nước đi cháu. Dạ, cảm ơn dì. Cháu về nước đã 2 ngày nay rồi. Bạn bè đến thăm liên tục, chưa rảnh để ghé thăm dì và Kiều Hạnh. Thì từ từ có sao đâu. Cháu về nước luôn. Dạ, cháu đã tốt nghiệp. Hơn 6 năm học hỏi ở xứ người, giờ phải về xứ mình chứ. Cháu vẫn nối nghiệp cha cháu đó chứ. Dạ thưa dì, theo cháu nghĩ, một trong những cách làm giàu chỉ có thường chỉ thú làm ăn. Thì thương bất phú ông cha ta đã dạy rồi. Vì rất quý khi cháu biết nhìn xa thấy rộng. Quả là anh bảo khéo truyền nghề. Vì thương nên mới nói thật lòng mình phải chi. Vì có một đứa con như cháu đây. Cảm ơn vì thương và có lời khen tặng. Nhưng con đã 20 mấy tuổi đầu vẫn sống bám cha từng cắt từng đồng. Con chỉ nguyện đã hiếu cho cha. Vì khen con có tấm lòng chí hiếu, con bỏ qua nha vì hỏi nhỏ điều này. Chuyện gia đình con đã tính hay chưa? Nói cho dì nghe dì liệu tính dùng. Ý của con vẫn chưa muốn lấy vợ, nhưng ba con thì đã tính xong rồi. Phận làm con thì phải nghe lời. Giả lại đây là gia thân thiết từ lâu. Như vậy là con đã bằng lòng phải không? Dạ, nghe ba con nói, tuy chưa gặp mặt, nhưng con tin ba con chọn đúng người dâu hiền. Con có biết người đó là ai không? Dạ chưa. Ba con bí mật lắm. Ông nay con cứ đến thăm dì rồi sẽ rõ. Sao anh ấy lại nói vậy? Anh lên tiếng mới phải hơn dì chứ. Dì mở miệng sao cho tiện. Dạ chuyện này con anh nữa, con cứ tưởng ba con với dì đã xong rồi chứ. Kìa, con nói gì kỳ vậy? Dạ, con nói lộn. Con tưởng đâu dì và ba con bàn tính chuyện của tụi con xong rồi chứ. Thôi, không ấy để con về hỏi ba con thì rõ. Con mới đến rồi lại quay về thì mất công lắm. Ngồi đó đi, dì nói cho nghe. Dạ, dì nói sao thì nghe vậy. Ba con định cưới. Mẹ. Ừ. Xuống đây. Xuống đây mẹ nói chuyện này cho nghe nè. Ai vậy mẹ? Xuống đây rồi biết liền chứ gì.
con không nhận ra ai à? Cô nhớ coi. Thấy thì quen quen, nhưng nhìn kỹ lạ quá à. Cô nhớ đi, rồi cái cho ăn kẹo. Nhớ rồi. Nhớ chưa? Có phải ai? Hải Văn đó con. Trời ơi, thiệt hả? Hèn chi, anh về hồi nào? Anh về 2 ngày rồi. Chà, trong kiều hạnh lớn ghê hôn. May là gặp em ở đây, chứ nếu gặp ngoài đường là chắc anh... Nói bậy nghe. Nè, anh về nước luôn hả? Sao, vợ con gì chưa? Tính chừng nào đây? Nói thiệt nha, để trễ là ân hận đó. Con hỏi cũng chừa chỗ cho nó trả lời, chứ có đâu mà rồi con hỏi. Xin lỗi nghe, em mừng quá cho nên... Không có chi, tính nết của Kiều Hạnh vẫn như xưa hả? Hai đứa ngồi nói chuyện nha, dì phải xuống xưởng, chú Năm tài xế đợi nãy giờ á. Mẹ, chừng nào mẹ về? Thì như thường lệ. Mẹ ơi, không có mẹ ở nhà con run quá. Con gái lớn chồng ngồng rồi còn nhõng nhẽo hả? Ế cả đời nghe con. Không dám ế đâu. Dì khỏi lo, có người đăng ký rồi. Ai vậy? Anh chỉ coi. Chỉ ha, sát nút nè. Quỷ giật anh hà. Thôi mẹ đi nha. Mẹ, bỏ con một mình người ta ăn hiếp đường luôn á. Nè, nói vậy anh đừng có mừng nghe. Không có hiền đâu, chằn đó. Chằn hả? Anh đâu có sợ chằn, anh là thạch sanh mà. Khùng thế mồ à. Không có chịu đâu, làm thạch sanh đặng chém đầu người ta đó hả? Không dám chém đâu. Chém cái anh ở giá hả? Nói gì nói theo được hết á. Nè, ngồi xuống cho em hỏi một chút coi. Rồi đó, hỏi gì hỏi đi. Học gần 7 năm bên Nhật, có vui không? Lo học thấy mồ à. Giả lại xa quê hương, dù có vui nhưng trong lòng luôn như có một nỗi buồn canh cánh. Thật hả? Chẳng lẽ anh nói đùa với em? Em nghe nói bên ấy điều kiện vật chất đủ đầy, dễ làm cho người ta quên đi những gì ở xứ sở, kể cả người mình yêu, phải không? Với anh thì không. Cũng may là anh chưa có người yêu, còn quê hương thì nằm trong trái tim nè. Nếu có nhớ thì anh chỉ nhớ em thôi. Dốc. Anh nói thật mà Hạnh, em biết không, anh nhớ có những buổi trưa anh đến chơi, hai anh em mình dẫn nhau ra góc vườn trước ngôi biệt thự này nè, rồi cái em nhõng nhẽo chiều đủ thứ hết á, nhất là đòi ăn kẹo đó. Anh nhắc lại làm em mắc cỡ quá đi. Kiều Hạnh, hình ảnh quê hương với những kỷ niệm thân thương là nguồn sống cho anh trong những năm tháng xa nhà. Nhớ hoài cô bé ngây thơ, có đôi mắt mơ màng, thường hay ăn dỗi và hay bắt anh trèo lên tận ngọn cây cao. Lúc đó hả? Em nhớ nè. Em nhớ gì? Anh tìm bắt cho em chú ghe có dòng buồn mênh mang, để cho em ép vào trong đó, như giữ trong lòng kỷ niệm đậm đà ngây thơ. Riêng anh nhớ có một lần anh trèo cao bị té. Kiều Hạnh ơi, gần 7 năm xa quê hương, không lúc nào anh nguôi nhớ nhung về người em gái thời thơ dài.
Những chiều đứng trong về quê cha đất mẹ anh nhớ anh mắt em buồn như giọt sương chiều. Nỗi khao khát về với em cháy bỏng trong lòng, nhưng anh lại nghĩ đến tương lai sự nghiệp và người cha đã một đời lo lắng cho con. Anh đêm tháng đêm ngày bằng nỗi nhớ khôn nguôi, bằng những kỷ niệm ấm êm còn đọng lại. Anh mơ ngày về lại bên em, vì sợ thời gian chim kia sẽ tung cánh. Như vậy là coi như giấc mộng anh xây chưa đổ vỡ, phải vậy không? Người ta hay nói đến nhớ thương bằng tháng ngày chờ đợi. Sự đổ vỡ chừng giờ xuất hiện, chỉ có những ai là người trong cuộc mới hiểu tâm trạng đợi chờ của kẻ đang yêu. Hạnh, em nói sao? Em đã yêu à? Dạ, đang chờ đợi. Người đó đang du học ở Mỹ. Đang du học ở Mỹ? Vâng. Bao giờ thì người ấy trở về? Cuối năm nay. À, vậy là anh buồn phải không? Sự đổ vỡ của một giấc mộng đang xây, nỗi buồn đến là lẽ tất nhiên em à. Nhưng anh vẫn có quyền xây tiếp giấc mộng đẹp hơn vừa qua nhiều mà. Thời gian để quên, để nguôi ngoai, không đơn giản như em nghĩ đâu. Em không biết phải nói gì. Tất cả chỉ tại thời gian. Và em thì em chỉ có một trái tim. Anh hiểu điều đó. Thôi bây giờ anh về. À, Hạnh à, chiều nay anh đến đón em đi chơi. Theo đúng nghĩa anh em, em đồng ý chứ? Em rất sẵn sàng. Chào em. Cô Hạnh ơi, có thư nữa cô Hạnh. Dì đưa tôi xem. À, thư của con Dạ Lan. Kiều Hạnh thương, từ nơi xa xôi tao tin về cho mày rõ. Vĩnh Tường đã phản bội mày, nó đã cưới vợ. Hôm đám cưới có mời nhưng tao không đi. Vợ của nó giàu lắm và không xa lạ gì với mày. Mai mốt về tao sẽ kể rõ hơn cho mày. Đọc thư này, tao khuyên mày hãy thật bình tĩnh để vượt qua mọi đau khổ. Sự đau khổ nào cũng vậy, theo thời gian nó sẽ nguôi ngoai. Chúc mày nhiều nghị lực, bạn của mày Dạ Lan. Cô, thư nói gì mà cô hoảng hốt vậy? Cô Hạnh. Rồi, cháy là rồi. Hai năm nay tôi chờ đợi từng phút từng giờ ngày anh ấy trở về. Điều linh cảm của tôi nay đã thành sự thật. Rồi đây tôi phải sống như thế nào đây? Cô à, cô bình tĩnh lại đi. Tôi nghe tôi nói nè. Cô vì sao? Dạ. Vì sao vậy? Hết rồi. Thật rồi. Con không còn gì nữa cả. Con không còn gì nữa. Cô à. Cô Hạnh.
tôi đã tiếp tay làm cho cô ấy tiền bạc mà. Cô Hạnh, lặng lẽ bước chân ngây dại, ai hiểu thấu cho ai một mình tôi theo dấu kỷ niệm. Con đường vắng em đi, giờ chỉ những chiếc lá rơi sâu, ngày tháng nuối tiếc của hương nàng hỡi anh tìm. Ngoài cửa vậy? Tôi kêu cô quá trời quá đất luôn á. Tôi lén tôi vào đây trước với cô á. Chị đến với ai? Dạ dạ với ảnh á. Ảnh nào? Ảnh đó đó. Trời ơi, cô biết rồi làm bộ hoài à. Thiệt tôi không biết mà. À, anh của dì với quê mới lên phải không? Phải. Trời ơi anh á. Trời ơi cô hiểu trật hết trơn à. Trật? Thôi nói quịch tẹt ra đi, úp mở hoài chi cho mệt vậy hà. Tại cô không chịu hiểu đó chứ. Ảnh này nè, đâu có xa lạ gì với cô đâu. Không xa lạ với tôi. Cô gần lắm hả? Gần, mà không có gần bằng tôi đâu. Tôi chịu thua gì luôn đó. Nè, tôi nói có chi là trật, mà cô lại chịu thua tôi. Tôi nói tôi đi với cô thử nhìn nè thì thấy rõ tối của anh chừng ngoài có 40. Anh của tôi xinh đẹp vô cùng. À thôi tôi biết rồi. Đến với nhau hồi nào vậy? Đến đâu? Đâu có đến đâu đâu. Ủa mà đến là đến làm sao cô? Làm bộ hoài à. Vì rành hơn tôi à nghe. Đến là yêu đó. Trời ơi mẹ đất ơi, ai biết yêu là gì. Cô này nói mắc cỡ muốn chết à. Có yêu thương gì đâu. Tánh tôi thì nhanh lẹ lắm. Tôi thấy ảnh cô đơn, còn tôi thì tôi thấy tôi có một mình. Hai đáp lại cho nó vui, coi như là kiếm tụ quánh bài cào vậy mà. Tình yêu mà gì dí như quánh bài cào. Vậy ai ăn ai thua hả? Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là đánh bài thì phải có người ăn kẻ thua. Nhưng mà nói thiệt nha, tôi không có dễ như cô đâu. Dễ như tôi sao? Thì bị thua, tức lắm chứ bộ. Tôi đâu có bị thua. Có chứ sao không. Nhưng mà tôi nói cô nghe, lỗi cũng đâu phải do cô. Chị nói đúng, lỗi không phải do tôi. Tôi nghĩ chung, chỉ tại người ta phản bội. Lỗi cũng không phải của do người ấy nữa. Nè, tôi nói cô nghe, cô đừng có trách người ta tội nghiệp. Chị nói gì? Chị lỗi do ai? Do mà... Tôi dám chắc chị biết. À không, hả? Không biết gì hết. À tôi đâu có biết gì đâu. Trời đất ơi, nãy giờ nói cho vui cho cô vui vậy mà. Trời đất ơi, ném chút xíu rồi. Đổ bể tùm lum. Trời ơi. Gì nói đổ bể tùm lum là nghĩa là sao? Là tùm lum đổ bể. Trời ơi, thôi cô ơi, đừng hỏi gì tôi chứ. Cô hỏi con hồi tôi nói tùm lum tùm la hết trơn. Cô ép hồi cái tôi ma nhát tôi à. Tôi sợ ma lắm. Trời ơi, thôi đi. Ở đây là bệnh viện nha. Bà vô đây la lối ôm sòm ai chịu được chứ. Tôi biết chứ. Nhưng tại cổ ép tôi kìa. Ép cái gì? Ép cái gì ai biết. Hỏi cổ coi. Thiệt là đàn bà. Đúng là đàn bà của mấy người. Ê em, đàn bà sao? Đàn bà mấy người sao? Đàn bà sao? Đâu rồi có chuyện tới đó chứ sao? Chứ còn đàn ông của mấy ông sao? Tốt lắm hả? Xí. Tôi nói cho ông biết nha. Nè, tôi nói cho ông biết tại tôi không nói ra đó nha. Tôi mà nói ra nó thiệt cái mang nhục cả đám luôn à. Bà nói cái gì mang nhục? Mà ai mang? Bà phải trả lời cho cặn kẽ nha. Nếu không á là bà biết tay tôi nha. Ừ.
Thì tôi mang á. Bộ mấy người có mang được sao hỏi? Thiệt à, tôi không hiểu nổi bà. Trời đất quỷ thần ơi, một ngày lên 18 giác. Lên gì? Có lên gì đâu. Lên liếc gì đâu, nói. Nói chơi có chút xíu cũng bị cự nữa. Ha, người ta nói thiếu gì đó sao không ra ông cự với người ta đi. Dám cự không? Giỏi cự đi. Cự họ đi rồi họ gõ cho phù cái mỏ. Ha, tối ngày chứ lon hiếp gà nhà không. Nhưng mà tôi với bà khắc khẩu với nhau, thấy không? Nhưng mà hở ra cái là đòi đi chung là làm sao? Mai mốt đi đâu thì kêu xích lô đi một mình. Thôi bây giờ đi mua đồ cho bà chủ đi, rồi để còn chở cô Hạnh về. Đi đi chứ làm dữ vậy. Xe. Cô Hạnh, cô Hạnh, thấy chưa? Thấy tôi hết sảy chưa? Tính nó không có giữ với thằng cha này đâu có được. Trời đất ơi, chẳng hiếp mình liền hà. Lâu lâu mình cũng phải dùng lên chứ cô. Gì á, còn nhiều chuyện gì nữa? Cái gì đâu, giờ đi thì cái gì đâu. Giờ tôi hỏi bà có chịu đi chưa? Đi sao không đi? Xí, ai ngán. Cô Hạnh à, cô đừng có buồn nha. Tại cái tánh của bà là như vậy đó. Tuy bô lô ba la vậy chứ, nhưng được con cái là ma quên. Con có trách gì đâu, chú đến đón con hả? Dạ, bà chủ sai tôi đến đón cô á. Con nhắc chú hoài hà, đừng có gọi con là cô, mà hãy gọi con là con bé Hạnh, như ngày nào chú thường gọi đó. Tôi thấy gọi vậy cho nó tiện. Dầu sao thì tôi cũng là người ở. Chú Năm, trong suy nghĩ của con không bao giờ xem chú là người ở đâu, mà con luôn xem chú như cha. Vì ấu thơ con đã mất cha rồi, chú là bạn của cha con, nặng nghĩa nên chú ở đến bây giờ. Thật tình tôi mang nặng ơn cha cô đã cứu tôi giữa lúc khó khăn. Ơn nghĩa kia cao vời, hết kiếp này tôi trả chưa xong. Cha con xem chú như bạn chí tình, người không hề phân biệt hèn sang. Mẹ con cũng quý chú vô cùng, xin chú đừng mặc cảm mà chi. Hạnh ơi, chú luôn tâm niệm lo làm sao cho cháu nên lời đi thắt hôm nào chú còn nghe văng vẳng bên tai. Chú Năm ơi, con khổ quá. Hạnh ơi, trước lúc ra đi cha cháu nắm chặt tay chú dặn dò cặn kẽ. Chú hãy vì tôi gắng lo cho con Hạnh được nên. Tại cha cháu rung rung lời nói nghe nghe, cơn bệnh quay ác cướp đi anh ấy bỏ lại vợ hiền và một đứa con thơ. Cũng may là mẹ con một dạ thủy chung, nguyện ở dãy núi con khôn lớn. Ơn của mẹ sanh tài non biển sự thể, có ra sao cũng đừng để mẹ buồn lắm. Con biết điều đó hơn ai hết, tuy nhiên con lại thắc mắc một điều. Điều gì? Hồi nãy vì sao con nói lấp lửng chuyện gì đó? Con đoán là có liên quan đến con có hỏi nhưng mà vì sao không có trả lời. Chú cũng nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Chú nghi ở bên trong của cái vấn đề có cái chuyện gì đó không có được rõ ràng cho lắm. Chú nói thật. Phải, vì chú thấy Vĩnh Tường không phải là loại người dễ phản bội. Chắc đang có ẩn tình gì đây mà hiện tại cháu chưa được biết. Ai đó, cứ vào. Xin lỗi, tôi không có ngại gì cả.
ngồi đi anh Văn. Chú Năm à, chú ra xe đợi con một chút. Vâng. Hạnh, em đã thật khỏe chưa? Cảm ơn anh, em đã khỏe hẳn. À, hôm nay em xuất viện. Anh biết, và anh có mua quà cho em nữa nè. Anh mua làm gì cho tốn tiền? Theo anh, em đừng nên nói với anh câu đó. Tiền bạc đối với anh không có nghĩa lý gì cả. Chỉ có tình cảm của con người mới bất biến với thời gian em à. Từ trước đến nay, tình cảm của anh em mình vẫn vậy, đâu có gì thay đổi. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Anh nói gì em vẫn chưa hiểu. Hình như em vẫn muốn chưa hiểu thì đúng hơn. Tình cảm của anh đã được bộc lộ rõ ràng bằng hành động, cử chỉ của anh rồi. Có nghĩa là anh đã yêu em kể từ ngày rời xa mái ấm thân thương, là người em gái những mong trở lại năm tháng yêu thôi. Vẫn không phải mơ bóng mình em trong trái. Rồi thời thơ ngây bé bồng, nó đã vào đời với bước đi chập chững và cũng vừa trải qua cơn bão đồng trong lòng. Em đã nhận biết tình anh qua ánh mắt nồng nàn. Đã qua đôi em cố làm như không biết tình anh, cố giữ giữa chúng ta một khoảng cách. Thân em giờ đây như cánh chim bay trong giông bão, biết về đâu giữa cơn lốc dập dồn. Bây giờ thuyền tình lên đến một giữa sóng gió cuộc đời, con thuyền ấy phải hoa đuôi. Chỉ tiếc là trong trái tim em luôn nghĩ anh là một người anh đáng kính. Hạnh, Hạnh ơi, mấy năm xa quê anh luôn nuôi dòng, ngày trở về anh sẽ làm lễ cưới em. Buồn biết bao dòng nhưng cô nuôi dòng, anh tìm quên tình em trong lặng lẽ vì anh không muốn mình làm kẻ thứ ba. Nay tình em vĩnh tường là bội phản, em tiếc nuối mà chi khi tình đã chết rồi. Hãy dẫn tình không chứa trong em, sẽ gìn giữ dù người ta phản bội. Dẫu thời gian có xóa mờ dĩ vãng, những tình đầu về mấy ai quên. Em vẫn giữ ý kiến của mình. Không phải giữ, mà em chỉ muốn gìn giữ những gì mình yêu mình thích. Em như một người đang chết đuối giữa dòng, thì chính anh và mẹ em là chiếc phao đời cứu vớt thân em. Sao không là một chiếc phao đời mà cần đến những chiếc phao? Với một con người chết đuối thật sự thì một chiếc phao chưa hẳn đã cứu được người đó. Biết đâu chiếc phao kia lại trôi ra biển cả, hoặc chìm xuống lòng sông cùng người chết đuối thì sao? Nếu chiếc phao kia tự nguyện. Sự tự nguyện nào cũng đi kèm với mục đích và niềm tin. Có thể, nhưng cũng tùy trường hợp em ạ. Trường hợp nào cũng vậy, ít khi vô tư để cứu giúp một người khác. Em đồng nhất tất cả, luôn cả anh này. Em đâu nghĩ thế, nhưng đại đa số trường hợp là như vậy. Hôm nay, bây giờ anh có thể bỏ qua mọi chuyện, kể cả dĩ vãng đau buồn của em. Nhưng sau này, khi thành chồng vợ thì sao? Trước hay sau gì cũng vậy,
không tin anh sao? Tin thì tin, nhưng mấy ai lường được chữ ngờ. Tôi thì mình hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất mà từ trước tới nay mình đã có. Anh đồng ý chứ? Anh không biết nói gì hơn, chỉ biết giữ lại niềm tin cho mình. Em cho phép chứ? Điều đó tùy ở anh. Em chỉ ngại rồi con nước cũng cuốn trôi cánh lục bình. Thôi, mình xuống dưới đi, để chú Năm chờ lâu, chú Năm phiền đó. Để anh đưa em xuống. Vẫn với tình cảm như thuở ban đầu chứ? Thì tạm thời là như vậy. Mình đi anh. Đi em. Ai đó, vào đi. Chị Hai. Trời đất ơi, dữ ác không? Tới bây giờ mới thấy mặt cậu à? Em bận quá chị ơi. Tôi biết mà, cậu làm giàu riết rồi cái quên hết chị em à? Chị trách em tội nghiệp. Chị nghĩ đi, dòng họ của mình có ai rảnh đâu. Ba của em già rồi, mà công việc của xưởng thì tràn ngập. Thử hỏi em không làm thì ai làm? Nói cho vui với cậu vậy chứ có ai trách cứ gì đâu mà cậu thanh minh dữ vậy. Nè, cậu ngồi xuống đó đi, tôi vào trong lấy nước cho cậu uống rồi chị em mình tâm sự. Chà, đổ rài chị cũng khỏe hả chị Hai? Chừng nào cậu thấy tôi nằm viện là biết tôi không có khỏe. Nè, cậu uống nước đi. Cảm ơn chị. Chị Hai ơi, anh Hai đâu rồi chị Hai? Ảnh đi làm rồi. Đã hết giờ làm việc mà sao ảnh chưa về? Chắc bữa nay phòng mạch đông khách nên ảnh về hơi trễ. Còn chị nữa, bộ chị tính bỏ nghề thật sao? Chưa biết làm sao bây giờ. Cậu thấy đó, thời gian lo cho chồng cho con đã chiếm thời gian làm việc của chị rồi. Giá lại một mình ảnh làm việc là đủ rồi, đâu có cần tới chị. Em không ngờ chị đảm đang đến thế. Nhưng chị Hai à, theo suy nghĩ của riêng em, chị bỏ việc rất ổn. Của bao năm đèn sách uống nhất là trong mấy năm qua chỉ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nay có bằng bác sĩ trong tay thì chỉ ngồi nhà nấu cơm. Cậu Giang à, cậu nên cảm thông và hiểu dừng cho chị. Phần trai có chồng phải chịu vậy thôi. Mai mốt đây thì có vợ rồi, em cũng tính ta thôi. Bắt giờ con phải lo việc trong nhà, không lẽ em ở nhà lo nấu cơm? Suy nghĩ của em khác chị là ở chỗ đó đó. Em nói thật nghe, ơ em mà có chuyên môn như chị hả, là em không cho ở nhà nấu cơm như chị đâu. Ha, nhắc tới chuyện này mới nhớ à. Nè, cậu tính chừng nào cưới vợ đây? Bộ tính không có cho tôi uống rượu hay sao? Không biết tới chừng nào nữa. Em tìm hoài hả? Nhưng chưa được. Chắc tại là cậu quá kén chọn gì. Em là người dễ tính nhất trong thiên hạ đó. Em có kén chọn gì đâu. Tại chưa gặp người vừa ý đó. Chẳng lẽ cả cái đất Sài Gòn này em không có chọn được một cô nào sao? Thì cũng có đó, nhưng mà chưa có chắc ăn. Không thôi chị làm mai cho em đi. Chị làm mai hả? Để chị nghĩ coi. Nè, con dạ lan đó được không? Con dạ lan hả? Trời đất ơi, có con nhỏ lé lé bạn của chị đó hả? Không có được đâu. Lấy nó về mai mốt đẻ con ra hả? Trời ơi, nguyên dòng họ lé xẹ hết. Trời ơi, em làm như là em đẹp lắm. Không đẹp gì, cũng tám nút chứ bộ. Giờ con dạ lan không được phải không? Dạ. Vậy con qua được không nè? Con qua? Trời đất ơi, con qua mập ù quá hả? Trời ơi, không được đâu. Trời đất ơi, lại chê nữa. Thôi nếu như vậy để tự em tìm đi cho chắc ăn ha. Chắc là phải vậy rồi. Trời ơi, cái số của em nó làm sao đâu á. Ủa, nói vậy bộ em tìm được rồi hả? Mà đẹp không vậy? Không phải nịnh nha. Trời ơi, chín nút đó chị. Dữ vậy đó hả? Nhưng em nói rồi, chưa có chắc ăn. Sao chưa chắc ăn? Bởi vì cô ấy vẫn chưa trả lời em, nên em phải nói là chưa chắc ăn. Và em cứ chờ đợi mãi thôi. Không lẽ em chờ đến răng long đầu bạc, đến lúc
Hạnh thời còn đi cưới một kẻ không yêu. Tình yêu đến sau hôn nhân, em nên nghe chị đi cưới vợ đại. Em mà cưới về thì ai ở với nó nè. Trời đất ơi, cái cậu này, cậu nói chuyện lãng nhách à. Cưới vợ cho cậu mà cậu hỏi ai ở. Em không thương mà cưới cái nỗi gì. Thôi được rồi. Vậy cái cô mà em đang theo đuổi đó, không phải, để ý. Thì để ý. Nhưng mà cổ tên gì vậy? Con cái nhà ai? Giàu hay nghèo, trắng hay đen? Chị làm gì mà điều tra lý lịch dữ vậy? Chị đâu phải là công an đâu. Thì chị muốn biết chút chút về em dâu của chị mà. Người ấy người ấy không có xa lạ với chị đâu. Nhưng mà ai mới được? Thì Kiều Hạnh á. Kiều Hạnh? Kiều Hạnh nào? Kiều Hạnh là con của dì Kiều Thu, ba chọn cho em đó. Trời đất ơi, bộ chị không biết hay sao? Chị có biết. Nhưng mà cậu Văn à. Cậu có biết Kiều Hạnh là... Là gì? Là con của dì Kiều Thu. Rồi sao nữa? Trời đất ơi, cái chỗ đó đó. Rồi sao? Hết rồi. Trời đất ơi, vậy mà cũng cướp lời người ta nữa. Cậu Văn à, chị xin lỗi cậu. Tại chị... Nhưng mà chị à, tình hình nó căng lắm chị ơi. Kiều Hạnh đã có chồng phải không em? Ý, sao chị biết? Bởi chị là... Là gì? Nhưng mà em không hiểu gì đâu. Chị mới nói trớt á. Ai nói với chị là Kiều Hạnh có chồng? Thì anh ấy... Anh nào? Thì anh hàng xóm nói. Trời ơi, là chị ơi. Chị càng nói em càng không hiểu chị định nói gì nữa. Nè, không có biết thì nghe em nói nè. Kiều Hạnh chỉ mới có người yêu thôi hà, nhưng đã bị người yêu phản bội. Đâu có, Kiều Hạnh đã có chồng trước mà. Nữa cũng cãi nữa. Chuyện này bộ chị rành hơn em sao mà cãi hoài vậy? Chị nói Kiều Hạnh có chồng trước, nhưng chị có gặp Kiều Hạnh chưa mà nói vậy? Cô ấy đang sống dở chết dở vì bị phản bội đó chị à. Lâu rồi chị đâu có gặp cô ấy. Trời ơi, chẳng lẽ tin ấy là tin bịa sao? Ai bịa? Việc này không gì liên quan đến em cả. Liên quan chứ, mọi việc liên quan tới Kiều Hạnh đều liên quan với em. Nhưng mà cô ấy hiện sống như thế nào? Đáng thương lắm chị à. Em nói sao? Em nói hiện giờ Kiều Hạnh đang mang nặng nỗi khổ đau, khi bị phụ tình cô ấy muốn chết đi nhưng nợ trần chưa dứt tơ, nên cô ấy còn sống đến ngày nay. Trời đất ơi, vậy mà tôi nào hay biết. Kiều Hạnh đang mang nặng khổ sầu, ai gây nghịch cánh đau lòng, để bây giờ khó xử cả ba. Chị à, chị nói chị em không hiểu rõ ngọn ngành, sao lại phải khổ cả ba người, trong khi mỗi cuộc tình chỉ có hai. Hai Văn ơi, em đâu hiểu được mà. Thôi thì đành để nước trôi xuôi, bởi người ta không đáng tâm cướp giật, mà do ngộ nhận vì thời gian. Cái gì mà cướp giật, cái gì là ngộ nhận? Trời đất ơi, chị làm rối tung lên, chẳng ai hiểu gì cả hết á. Có lẽ là như vậy. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu câu chuyện này tận tường cặn kẽ. Hải Văn. Dạ. Hải Văn ơi, rồi một ngày kia em sẽ hiểu. Nhưng khi em đã hiểu ra câu chuyện thì chị xin em hãy giúp cho chị. Em phải giữ yên lặng cho đến giây phút sau. Tình yêu không phải lúc nào cũng chiều theo ý con người. Chỉ khuyên em, nếu điều em nói là sự thật thì em hãy vì chị mà sẵn lòng an ủi.
với người ta. Kiều Hạnh hiện đang rất đau khổ vì yêu, đang cần người sưởi ấm cõi lòng băng giá. Chỉ tin rồi đây em sẽ thành công, tức là em giúp chị trả ơn cho người. Chị à, em hiểu lờ mờ câu chuyện qua lời chị kể. Dù chị không khuyên, em vẫn làm thế. Em đến đã hơi lâu rồi, định gặp anh hai, nhưng đợi hoài mà không thấy anh về. Thôi em về, bữa khác em tới chơi. Cũng được, nếu bận công chuyện thì cậu cứ về đi. Dạ, em về nghe chị. Vĩnh Tường nếu biết được tin này, chắc là anh ấy sẽ đau khổ lắm. Nghịch cảnh tạo ra dòng đời ngang trái, và mọi việc giờ đây đã quá trễ tràng. Mình lại đang mang thai. Trời ơi, phải chi. Em lẩm bẩm điều gì đó? À, kìa, anh mới về. Em đâu có lẩm bẩm gì đâu. Anh à, sao bữa nay anh về trễ quá vậy? Hôm nay khách đến hơi đông. Vậy anh đi tắm đi, rồi em đi dọn cơm cho anh ăn nha. À, anh ơi, lúc nãy đó có Hải Văn thăm anh. Vậy hả? Nó đợi không được rồi, nó về rồi. Sao em không cầm cậu ấy ở lại? Nó bận công việc gấp lắm, thế nào ngày mai nó cũng ghé lại thôi à. Anh em ở trong nhà không à, không gặp bữa nay thì ngày mai gặp, có gì đâu mà anh lo. Anh chỉ sợ cậu ấy chê anh, tối ngày chỉ lo cho vợ mà không biết ai hết. Chắc được vậy không đó? Anh đâu có hờ hững gì với em đâu. Đã là vợ chồng thì phải lo lắng cho nhau chứ. Em chỉ nói đùa thôi. À, thay đồ đi. Ừ, anh vào thay đồ nha. Mình biết phải nói sao với anh ấy bây giờ. Dù hiện tại sống hạnh phúc bên mình, nhưng mình biết là anh ấy vẫn còn thương nhiều về Kiều Hạnh. Nếu trả anh ấy về cho Kiều Hạnh thì còn như cố giữ anh ấy lại. Trời ơi, tôi đã một thời đeo đuổi tình yêu, đã biết khổ đau khi bị hững hờ. Mọi chuyện giờ đây không sao làm được, còn đành lòng nhìn kẻ khác khổ đau. Lòng cứ xót xa thương cho thân của Kiều Hạnh. Thủy ơi, rồi thời sẽ xóa dịu đau buồn. Anh đã nghe tất cả rồi à? Phải, anh đã nghe được tiếng nói từ trái tim của người vợ hiền nhiều đến thổn thức. Em lo sợ ngày mai thuyền sẽ quay về bên cô, nhưng làm sao thuyền xưa cập bến khi mà bến cũ đã xa rồi. Sóng vỗ từ xa làm sạt lỡ bên bờ. Người ta đã phụ anh còn chỉ tiếc nuối. Dù thực tại nỗi buồn còn quanh quẩn đâu đây, hãy hiểu cho lòng kẻ khổ vì yêu. Trong vòng tay anh em dịu hiền vô kề. Nếu ngày mai cuộc đời có gặp nhiều biến động, anh vẫn yêu em thề chẳng đổi thay.
thay lòng. Anh Tường, càng nghe anh nói lòng em càng đau khổ. Có một nỗi lòng luôn làm em trăn trở, nhưng hiện giờ thì em chưa thể tỏ thật cho anh nghe. Anh biết. Và không, anh chưa thể biết được đâu. Rồi một ngày nào đó anh sẽ rõ. Lúc đó có thể là anh sẽ không còn yêu em nữa. Thúy, em nói gì lạ vậy? Em nói rất thật. Anh có biết trong lúc anh tột cùng đau khổ thì có người khác cũng đang đau khổ tột cùng. Nhưng mà chúng ta không một ai có lỗi trong chuyện này cả. Ở nhà có chuyện gì mà em nói lung tung vậy? Em không tin anh sao? Em tin anh chứ. Em tin anh. Và em yêu anh hơn bao giờ hết. Nhưng dòng đời đâu phải lúc nào nó cũng chiều theo ý muốn của con người. Anh ơi, nếu lỡ sau này... Đừng nghĩ diễn dông nữa em à. Bao giờ và lúc nào cũng vậy. Mình luôn là của nhau. Thôi, ta vào dùng cơm đi em. Anh vào trước đi. Sao vậy? Em sẽ vào ngay mà. Thôi được, anh vào chờ em á. Anh Tường, anh Tường ơi, anh không thể nào ngờ rằng Kiều Hạnh đã không phản bội anh và luôn giữ lòng chung thủy. Rồi một ngày nào đó em sẽ quay về chỗ của người đau khổ nhất. Diệp Tường, Diệp Tường. Xin lỗi nghe, Hạnh bận việc nên đến trễ. Cứ ác hôn á. Nãy giờ tụi mình trông bạn mỏi con mắt luôn à. Cứ tưởng là bạn không tới. Ai dè rồng cũng đến nhà tôm ha. Rồng tôm gì không biết nữa. Hạnh định không có đi, nhưng cuối cùng phải đến. Vì... vì sao? Định không cho một ai biết, nhưng mình và Dạ Lan thân nhau từ nhỏ, cho nên biết cũng không có ngại gì. Chỉ có điều Dạ Lan tuyệt đối không cho một ai biết chuyện này hết nha. Bí mật dữ vậy à? Không đến nỗi như thế. Vì trước sau gì thì cũng biết. Mình chỉ muốn tụi nó biết khi mình đã ra đi. Ra đi? Nhưng mà đi đâu nè? Một nơi xa lắm. Một nơi xa lắm. Ờ, để Lan suy nghĩ coi một nơi xa lắm là... Ha! Nơi đó hoang vu, tĩnh mịch và có một ngôi chùa, phải không? Mình không đùa đâu. Trên nghĩa cử của một tình bạn thân thiết, mình mong bạn xem cuộc gặp gỡ này coi như là lần gặp gỡ sau cùng. Rồi mai này mỗi đứa một nơi, bạn ở lại với quê nhà, còn mình sẽ lấy bước diễn vô ở nơi nước Nhật xa xôi. Hồ lo cũng để tìm lãng quên. Mình chưa hiểu vì sao có quyết định này. Kiều Hạnh nên suy nghĩ lại đi, công danh chắc có được gì. Lại đi mẹ già cô đơn, cô ấy hiểu cho lòng Kiều Hạnh ra đi mong chung chặt tơ lòng. Những mong đêm khối u tình vào công việc chuyên môn. Mình biết Kiều Hạnh đang mang nỗi đau riêng mà khó cùng ai bày tỏ.
Hạnh ơi, tình yêu không phải là một trò đùa nghe. Vì trong mỗi cuộc chia ly đều để lại đau khổ cho hai người. Theo tháng năm đau khổ sẽ dời dần, rồi hắn sẽ tìm được tình yêu mới. Bởi trên đường đời ít ai chịu bước lẻ chung quanh Kiều Hạnh có rất nhiều chàng trai, họ luôn theo đuổi và luôn chờ đợi. Hạnh đừng lạnh lùng với tình cảm người ta, vì nước trôi đi không quay lại bao giờ. Điều gì Kiều Hạnh đã quyết định thì Hạnh khó thay đổi lắm. Nè, mình không khuyến cũng không ngăn cản, bởi vì cuộc đời mình chỉ có mình mới có quyền quyết định. Dạ Lan nói rất đúng. Thôi, mình vào trong để tụi bạn nó đợi. Chủ nhà đâu rồi? Dạ Lan ơi. Quý quá quá. Trời đất ơi, tưởng đâu hai ông bà bận hưởng à. Cái gì? Xin lỗi nha. Vào đi anh Tường. Dạ, cảm ơn chị. Kiều Hạnh, Kiều Hạnh. Ông gọi tôi. Vâng. Anh tôi gọi Hạnh. Ông gọi tôi có chuyện gì? Gặp lại nhau một câu chào hỏi cũng tiếc sao. Đã không muốn gặp lại, nếu trong tình nào đó chạm mặt nhau, theo tôi ta nên làm ngơ là tốt nhất. Tôi nghĩ ông cũng đã nghĩ như tôi. Làm ngơ. Điều tất nhiên là phải thế. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại nghe tim mình đau nhói. Có lẽ kỷ niệm ngày nào chợt sống lại trong tôi. Ông cũng còn có cái cảm giác đó sao? Tôi cứ... Hạnh muốn nói. Còn gì nữa đâu mà nói. Ván đã đóng thuyền rồi ông à. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Kiều Hạnh. Còn gì nữa? Sao hôm nay anh ấy... Anh nào? Chồng của Kiều Hạnh. Tôi nhớ là tôi chưa nhận lời cầu hôn của bất cứ một ai, và cũng chưa hề gửi thiệp mừng của mình cho bạn bè biết. Chắc ông đã lầm tôi với ai rồi đó. Cũng như tôi đã từng lầm ông. Tôi hoàn toàn không tin điều đó. Tin hay không là quyền của ông. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chứng minh rằng tôi chưa xuất giá vô quy,
vẫn còn thui thủi cô đơn trong cảnh cuối chiếc phòng không ngắm ngùi tuổi phận đương duyên. Nghe Hạnh nói tôi không hiểu được, đã du quy sao lại cô phòng, Hạnh cay đắng tôi mà làm gì. Tôi nào dám trách hờn một ai, chỉ ôm nỗi hận vào tim. Chuyện ngày xưa tôi đã hết rồi, ông nói chi thêm lời. Tôi nhủ thầm ở trong dạ, chấp nhận nỗi ai buồn hơn ai khi thiệp hồng em trao tôi trước. Nếu em biết ngày tôi nhận được thiệp cưới là chết cả con tim như cái xác vô tri vất vưởng bên làm gì giữ nỗi một tình yêu. Tôi không có quyền bắt em phải chờ đợi, tôi cũng như không có quyền trách em xuất gia. Trời đã sinh tôi mang phận của tôi phải cam đành nhận bao đau khổ. Sẽ không còn trách tôi phản bội, đưa thuyền tình rẻ sóng sang sông. Trời ơi, sao sự thật lại qua trơ trêu, ai đã gây cảnh chia lìa tơ tóc. Dình thường ơi hiểu lầm tất cả, đến giờ này Kiều Hạnh vẫn còn sống cô đơn. Em bảo sao? Con người đã ly gián tình ta, và hai chúng ta là nạn nhân của cuộc ly gián đó. Nhưng ai là thủ phạm? Em đã biết người đó là ai. Là ai? Em nói đi. Ai? Anh có biết cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng anh muốn biết ai là thủ phạm, họ phá vỡ tình ta với mục đích gì? Là ai? Hạnh, em nói đi. Là người đã sinh ra và nuôi em khôn lớn, là người đã lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, và đã hy sinh cho em cả cuộc sống riêng mình. Lo lắng nhiều vì hạnh phúc của là mẹ em, vì muốn con mình ưng chú giàu sang. Cái nghiệp làm sao mình nói gì đây khi tình đã rồi. Hỡi chuông tình xưa vào trong
thiết đến độ nào thì mình cũng phải chia tay. Anh đang có gia đình, sống ấm êm hạnh phúc, thì anh đừng làm khổ vợ anh. Người đàn bà bị chồng bỏ rơi, anh biết là đau khổ tới mức độ nào không? Em đã chịu đựng một thời gian dài đau khổ, nên hơn ai hết em hiểu nỗi khổ đau tột cùng của người phụ nữ. Kiều Hành, em hãy tha thứ cho anh. Giữa anh và em không một ai có lỗi, kể cả mẹ em. Mọi việc đều do định kiến mà ra. Em chỉ mong rằng anh hãy sống trọn vẹn hạnh phúc với vợ anh. Vĩnh biệt. Khoan, Kiều Hạnh ơi, chị hãy đứng lại đây để cho tôi có đôi lời phân tỏ. Dù tôi đến với Vĩnh Tường bằng hôn nhân chính thức, nhưng tình yêu thì anh ấy luôn dành cho chị. Và từ ấy đến nay không thay đổi bao giờ. Chị nói gì? Anh tưởng nghĩ chị bội dòng nhưng chị vẫn chung tình. Tôi biết không có gì bất lìa tình yêu đó, và biết phận mình là kẻ đến sau. Với Vĩnh Tường dù yêu tha thiết bao nhiêu, tôi vẫn không hạnh phúc khi chỉ còn đau khổ. Tôi sẽ rút lui trả anh Tường về cho chị, về với tình yêu chung thủy ngày nào. Chị nói gì lạ vậy? Chị nghĩ là người như thế nào mà nói những câu ấy chứ? Mọi việc giờ đây đã an bài tất cả. Chúng ta đừng tiếp tục làm khổ cho nhau. Hãy để sự thanh thản nó tìm về với tâm hồn của mỗi chúng ta, để chúng ta quên đi quá khứ. Vĩnh biệt. Kiều Hạnh. Kiều Hạnh, anh Tường, anh phải chạy theo chị ấy ngay đi. Đi đi anh. Anh đi đây. Anh Tường. Vĩnh Tường. Chú Năm, ngày mai mấy giờ con đi? Đúng 5 giờ chú đưa con ra phi trường. Bao giờ con trở lại? Chắc khoảng 4 năm hoặc có thể hơn. Trong 4 năm đó chắc con cũng về thăm nhà thường. Con cũng chưa biết nữa. Có khi về, có khi không. Sao con lại nói vậy? Còn mẹ con? Có chú và dì Sáu bên cạnh là con yên tâm lắm rồi. Còn bản thân con, một khi đã quyết tâm bước ra đi thì con không hẹn ngày về. Chú Năm ơi, lòng con nguôi lạnh lâu rồi. Sao tình xưa cứ mãi vẫn vương. Chú Năm mới đã lỡ rồi mọi việc, con ra đi cho toàn vẹn đôi đường. Để người xưa vui với hạnh phúc. Con đã trải qua những tháng ngày đau khổ,
Khi con có tìm quên tức là lòng luôn thương nhớ, dù con thuyền xưa đã tách bến từ lâu rồi. Chú biết con khó quên được mối tình đầu. Ngày xưa chú đã một lần đau khổ, nhưng chú chẳng than thở cùng ai. Nỗi buồn nào theo năm tháng cũng vơi, vì thời gian là phương thuốc màu. Chú khuyên con dù có đi xa muôn lối cũng nên thường về thăm lại mẹ con. Dạ, con nghe lời của chú. Con đi xa nhưng có chú ở nhà con an tâm lắm. Cho dù thế nào người vẫn có tổ có tông, và nhớ tổ tông thì người ta lại quay về với nguồn cội. Con biết nghĩ như vậy là tốt. Thôi chú xuống lầu để cho con nghỉ ha. Đúng 5 giờ chú đưa con đi à nha. Dạ. Thôi chú xuống lầu à. Hạnh con. Thưa mẹ. Ngày mai đúng 5 giờ con đi phải không con? Dạ. Con có định nói với mẹ không? Dạ con. Con chỉ mong ở nhà mẹ được khỏe mạnh, để ngày con về con vẫn thấy mẹ như xưa. Con không cần phải lo cho mẹ. Mẹ đã tự lo cho mình hơn 20 mấy năm rồi. Nếu có lo thì con hãy lo cho thân con. Rồi đây bơ vơ nơi đất khách quê người, tháng ngày nỗi buồn riêng. Sau tuổi thương mãi chết chồng. Hạnh ơi, trước lúc chia tay có buồn điều gì hãy nói cho mẹ nghe, để mẹ được thăm tháng tâm hồn. Những ngày vắng bóng con nào đâu dám giận dám hờn. Số trời đã định sẵn phần con phải vương mang bao buồn phiền. Con đành cam chịu mà thôi. Hạnh ơi, trời đâu có định phần, tất cả là do trời ơi. Tôi không dám thốt nên lời vì sợ mang tội với người xưa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con bao giờ cũng là con của mẹ mà. Hạnh ơi, con bảo mẹ đừng nói nhưng đừng làm sao được hả con? Khi mà niềm hối hận về chuyện đã qua cứ canh cánh bên lòng. Sinh con ra mấy ai về sanh lòng. Lúc con vừa chập chững từng bước nhỏ, mẹ đã âm thầm lo hạnh phúc cho. Mẹ qua lo nó mới sai lầm, cứ nghĩ giàu sang là có người sung sướng. Nhưng thực tại dù sống trong nhung lụa mà mẹ chưa nghe thăm than được ngày nào. Tất cả là do con mẹ à. Bụng phận làm con mà không nghe lời mẹ dạy. Trong thâm tâm con luôn bị dạy dỗ bởi hai chữ hiếu và tình. Con phân vân làm thế nào cho hiếu và tình vẹn vẹn. Con biết dù ra đi là con đã an phận, nhưng bỏ mẹ cô đơn khi chiều miên xế bóng thì làm sao con an lòng cho được. Đừng nói nữa, mẹ khổ lắm con ơi. Mẹ ơi, con biết lòng mẹ thương con vô bến vô bờ.
đã lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, mà con chưa đền đáp được ngày nào. Mẹ, con quả là đứa con bất hiếu. Dù xa quê, nhưng đêm đêm con thầm luôn khấn nguyện cho mẹ già sống mãi với thời gian. Lòng con trăm mối ngổn ngang, ra đi mà già không an bao giờ. Nếu vậy, con hãy ở lại cùng mẹ nghe con. Mọi việc đã trễ hết rồi mẹ à. Dạ lại, con đã lấy vé máy bay xong, con đâu có bỏ được. 100 cái vé máy bay mẹ cũng bỏ được mà, huống hồ một vé. Miễn con bằng lòng ở lại là xong cả. Lỡ rồi mẹ à, càng ở lại lòng con càng đau khổ và khó xử. Thà con đi, thời gian học tập nghiên cứu sẽ làm cho con quên hết mọi điều phiền muộn. Con nghĩ chỉ có cách đó mới vui và yên ổn thôi. Mẹ không biết nói gì hơn. Mẹ, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Thôi, cứ tùy ý con định lực. Đến tay anh cũng là lúc em không còn ở đây nữa. Anh hãy hiểu và tha lỗi cho em. Xa anh, mất anh là cuộc đời em mất hoàn toàn ý nghĩa. Tường ơi, em yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nếu phải đánh đổi giữa nghèo khổ mà được sống bên anh, và giàu sang mà vĩnh viễn xa anh, thì em nhận cái nghèo để được cùng anh trọn đời hạnh phúc. Bao giờ, ở đâu và lúc nào cũng vậy, em luôn luôn cảm nhận rằng anh ở mãi bên em. Kiều Hạnh kìa, Vĩnh Tường, sao anh lại? Anh chờ em đã 2 ngày nay ngoài cổng nhưng không gặp được. Kiều Hạnh, tại sao em lại lánh mặt anh? Gặp nhau để làm gì khi tất cả đã lỡ rồi? Kiều Hạnh, Hạnh ơi, đành rằng tình duyên xưa không còn giữ được. Nhưng chẳng lẽ giữa hai ta không còn chút gì lưu luyến? Khi mà tình yêu cứ âm ỉ cháy trong lòng. Anh đâu mong mình nổi lại cung đàn, nhưng đã dây vẫn còn vương tơ nhớ, và nỗi nhớ ấy cứ đêm ngày quyện chặt tim anh. Anh chỉ mong mình gặp lại nhau dù chỉ một lần để rồi tiễn biệt. Biết đâu đêm nay là đêm tống biệt, mình sẽ cách xa nhau đến trọn đời.
anh đã biết. Phải, chú Năm thương tình anh đứng chờ đợi, nên báo cho anh biết ngày mai em đi du học. Hạnh, sao em đi du học mà không cho anh hay? Để làm gì? Quần áo anh ướt hết rồi, để em lau cho hả? Kiều Hạnh, em còn giận anh? Đây không phải là giờ phút mình xin lỗi nhau. Mình chỉ còn gần nhau một thời gian ngắn nữa thôi. Anh hãy dành trọn thời gian còn lại này cho tình yêu hai đứa. Xong chưa? Ủa, chuẩn bị chuyện gì? Ra phi trường đón má. Má, má của anh. Má, má của anh và của cả hai đứa mình. Trời ơi, sao nghe run quá vậy? Chưa gì cái tuổi mình rồi. Mà nè, có chắc là má anh đã đồng ý không? Sao lại không? Em biết không, trong những ngày xa xứ, má luôn nhớ về quê hương. Và má thường nói với anh rằng ước chi má có một nàng dâu, mà người ấy phải thật ngoan ngoãn dễ thương, biết lo cho anh và biết chiều chuộng mẹ chồng. Má nói nếu được cô dâu là người Việt thì còn diễm phúc nào hơn như vậy. Xa cách đất nước mình đã 20 năm, nhưng kỷ niệm về quê hương má cứ nhớ trong lòng. Sao em luôn cảm thấy mình vẫn chưa thật là xứng đáng? Nếu mai một đám cưới rồi em phải theo chồng về bệnh, bỏ quê hương, bỏ gia già khi xe bóng. Thật tình trong dạ em rất thân khi để gia già xe bóng cô đơn. Hải, Hải ơi, sự rung cảm của con tim đã cho phép anh nói lên điều anh yêu thích. Trước khi về thăm quê hương xứ sở, anh chưa hề biết cô gái Việt Nam thùy mị nết na, và chỉ mới thoáng gặp thôi là lòng anh đã nghe sao xuyến khôn cùng. Mới gặp nhau thôi mà anh nghe như quen thân từ cảm nhận mình không rời xa em được, huống chi mình cùng người Việt như nhau. Em đừng bận tâm chuyện ở hay đi, bởi anh có quyền xin ở lại nơi quê mẹ. Định mệnh nào đã xui khiến đôi ta hai phương trời nhưng cùng một nơi thương nhớ.
sẽ xin không về, để anh mãi luôn gần em. Cho bướm hoa giao kề, ngàn năm chẳng chia lìa nhau. Tình cờ quen anh trong đêm hòa nhạc, chàng trai nhật dễ thương đã khiến em cảm mến vô cùng. Hai chúng ta quen nhau đã hơn một tháng rồi, khi biết rõ anh cũng là người Việt về nước để tìm hiểu âm nhạc quê. Ngọc Hải, em còn lo lắng điều gì? Thì những điều em vừa nói đó. Khỏi, con khỏi phải lo lắng điều gì cả. Mọi việc của ba lo rồi. Ba, từ nãy giờ ba nghe chuyện của tụi con hết trơn rồi phải không? Chỉ vô tình thôi. Bổn phận làm cha, ba phải lo việc ấy trước tụi con. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Dạ, cảm ơn ba. Thôi, hai đứa con đi đón mẹ của con đi, gần tới giờ máy bay hạ cánh rồi đó. Mãi nói chuyện mà con quên phức, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là máy bay hạ cánh rồi. Dạ xin phép ba cho tụi con đi. Mình đi em. Ừ, hai con cứ đi đi. Thưa ba, con đi. Con đi. Cuộc đời có những điều mà người ta không lường trước được. Ai có ngờ ngày xưa là thế, bây giờ cũng lại là thế. Kiều Hạnh, Kiều Hạnh ơi, chắc em chẳng ngờ rằng chúng mình còn gặp lại. Ngày xưa mình đã chẳng nên đôi, bởi em không quên được người yêu cô. Còn tôi thì không thể đợi chờ được nữa. Nên chúng nghi mình duyên chẳng thành duyên. Con tàu lá lai 20 năm lại vùng dây này, chỉ thương cho vĩnh tường chiếc nghi bóng. Thôi thôi một mình hoài vọng nghi cố nhân, nhưng hình bóng cô nhân cứ mãi mờ xa, mà người chờ đợi thì không biết ngày nào tương ngộ. Nỗi nhớ thương đông đầy theo năm tháng, và cơn lốc thời gian đã làm mãi tóc xanh giờ bạc trắng mây. Vĩnh tường đã đến nhớ thương chờ tao ngộ ngày nay. Gần 20 năm sống trong tình lặng, nào đếm được ai thương nhớ hơn ai. Con tàu xoay dần cuộc đời xưa trở lại, để cho tình già nối lại khúc bi ca. Cho bến sông thương con đò thui thương nhớ, dòng nước năm xưa bóng quá ngọt ngào. Ba ơi, má con đến nè ba.
Mời chị ấy vào đi con. Dạ thưa ba. Má con đâu? Kìa, vào tới kìa ba. Dạ, chào anh. Có phải là Hải Văn đó không? Chứ còn ai vào đây nữa? Chị xui. Quỷ vật anh á. Xui ma gì không biết nữa. Biết cháu Hải là con của anh. Còn anh thì anh biết. Ngồi đi chị xui. Bộ ba và má con quen trước hả ba? Thấy vậy thì biết liền. Má với ba con quen nhau từ hồi nhỏ. Mén một chút nữa là... Thôi. Anh à, đầu hai thứ tóc rồi mà cái tánh hài hước không bỏ à. Coi chừng tụi nhỏ nó cười đó nghe. Kệ nó chứ. Nó cười thì kệ tụi nó chứ. Trời, bữa nay vui quá mà phải không chị xui? Dạ tụi con không dám đâu. Dạ thưa má, cho phép tụi con đi chơi một lát. Chị xui. Trời ơi, đồng ý tiếng đi chị xui. Nè, có đi thì nhớ về sớm nghe. Dạ thưa má, tụi con đi. Mình đi em. Anh biết trong việc là con của em hả? Anh có hỏi nó về gia thế. Đến khi tin chắc nó là con của em á thì anh đồng ý ngay lúc nó ngỏ lời cầu hôn với Ngọc Hải. 20 năm nay anh sống như thế nào? Còn Dạ Lan? Anh và cô ấy chia tay nhau hơn 10 năm nay rồi. Chị ấy hiện sống ở đâu? Cô ấy sang Mỹ và có chồng ở bển. Rồi 10 năm nay anh ở vậy nuôi con à? Phải. Anh chán cảnh đi thêm bước nữa. Vả lại mình già rồi Kiều Hạnh à. Thời gian đâu cho phép mình lựa chọn và đòi hỏi điều gì đó ở tình yêu. À, còn em, em thế nào? Vẫn vậy, vẫn cô đơn. Em thật chứ? Còn... còn ba của Trọng Việt? Nó không kể gì cho anh nghe sao? Có. Nhưng anh thấy có điều gì đó hơi mập mờ trong câu trả lời của nó. Mà ngay chính nó cũng chưa hiểu ra điều ấy nữa. Có gì đâu mà không hiểu anh. Em và ba thằng Việt chia tay đã 20 năm nay rồi. Một chuyện tình buồn, theo em thì không nên tiếc nuối. 20 năm nay em luôn tìm quên. Mối tình đầu làm rai rứt con tim. Quê người đất khách một thân gái bơ vơ. Em định là mấy năm sau học hành xong sẽ trở lại quê nhà. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, còn em vẫn ở lại. Bác ở nhà mỏi mòn chờ đợi. Khi em được tin thì mẹ đã qua đời. Phần còn nhỏ và em vừa tìm được chỗ yên thân. Cố tạm sống mặc tháng ngày qua, chờ một ngày về sum họp với gia đình. Ngày hôm nay em đã trở về nơi đất mẹ. Em có cảm thấy bâng khuâng và nghe sao xuyến trong lòng? Biết nói gì hơn trong phút giây này? Mong rằng thời gian tới em sẽ tìm lại được. Em vẫn chưa nói cho anh biết là em đã gặp ba Trọng Việt trong hoàn cảnh nào mà hai người lại chia tay vội vã như vậy. Nói đúng hơn là em chưa có chồng. Chưa có chồng? Chưa có chồng mà lại có con à? Bộ luật pháp nghiêm cấm những người phụ nữ không chồng mà có con sao? Thiên chức của người phụ nữ cho phép em làm mẹ, dù bên cạnh em không có người đàn ông nào để gọi là chồng.
Ít ra thì nó cũng có cha chứ. Thì nó vẫn có cha đó. Em vẫn cho nó mang họ cha đàng hoàng mà. Lê Trọng Việt. Họ Lê à? Thế ra anh đã đoán ra được rồi chứ gì. Nó là con của em và Vĩnh Tường, là kết quả của đêm gặp gỡ cuối cùng trước khi em sang Nhật. Sao từ đó đến giờ em không cho Vĩnh Tường biết? Biết để được gì? Hay chỉ làm cho hạnh phúc ấy bị đổ vỡ? Là phụ nữ, em rất thâm hiểu cho nỗi khổ đau của người phụ nữ. Em không muốn. Nhưng gần 20 năm nay Vĩnh Tường vẫn sống trong cô đơn em ạ. Còn Cẩm Thúy, chị ấy đã mất gần 20 năm trong một tai nạn xe cộ. Bé Vĩnh Thủy đã có chồng. Em về đây quả thật là có ý nghĩa đó. Nói vậy chứ không đơn giản như anh nghĩ đâu. 20 năm trôi qua, em đã nguội lạnh với tình yêu, với những ao ước nhỏ nhoi được ngã vào vòng tay người mình thương nhớ mong chờ. Dành tất cả tình thương vào con trẻ, mong mỏi nên người là thỏa ước vọng đời em. Em về đây là để thăm lại quê hương, thăm ngôi nhà xưa đã 20 năm xa vắng, đốt cho mẹ em vài nén nhang thơm, rồi sau đó em vẫn định trở về bên ấy à? Chuyện của tụi nhỏ mình tính như vậy là xong, không còn phải thắc mắc gì nữa chứ. Còn bây giờ phiền anh đưa em về nhà giùm. Còn Vĩnh Tường, chuyện gì của hôm qua hãy để cánh cửa quá khứ nó khép lại giùm. Mình đi thôi anh. Kiều Hành. Anh Tường, anh già đến thế sao? Thời gian vô tình cộng hưởng với sự chờ đợi làm cho già lúc nào mà chính anh cũng không hay. Anh biết em về nước, Hải Văn đã cho anh hay. Xin lỗi Kiều Hạnh, anh muốn Kiều Hạnh. Hải Văn đã nói hộ anh. Mình hãy dành tất cả cho tụi nhỏ đi anh. Chẳng lẽ gần cuối cuộc đời rồi mình không có quyền nghĩ về hạnh phúc của mình hay sao em? Hạnh ơi, chờ đợi đã lâu rồi, anh muốn dây tơ nối lại cung đàn tình yêu một thuở dở dàng. Tháng năm đợi chờ, tao ngộ phút giây này, lòng anh luôn mãi khắc ghi. Đêm mưa năm nào anh lìa xa cố hương. Kiều Hạnh ơi, gương vỡ lại lành, đừng nên tạo cảnh phân ly. Nắm tay hát lại khúc tình ca của trước. Hạnh ơi, bao năm anh chờ em trong mỏi mòn tuyệt vọng, những chiều cô đơn đứng trông về nơi đất khách, anh như thấy hình bóng em hiện ra sau lớp sương chiều. Hai chúng ta đâu còn ràng buộc điều gì, đời đã tạo cho mình qua nhiều khổ ải, giờ ta lại bên mình em ngần ngại mà chi. Khổ hơn 20 năm trời chưa đủ sao em, mà mình lại còn tự dương mang đau khổ.
chim bay khắp trời Nam cũng cần tổ nghi. Chẳng lẽ đời mình không có chốn nghe dừng chân? Thôi anh, chuyện mình để tụi nhỏ tính. Má! Má! Dạ, chào bác. Dạ, chào bác. Con, có chuyện gì vậy má? Lê Vĩnh Tường là ba của con đó. Có thật vậy không má? Ba ruột của con đó. Ba! Con của tôi. Con. Như vậy là hạnh phúc quá rồi Kiều Hạnh ơi. Cái hạnh phúc mà cuối cuộc đời mình em mới có. Hãy đón nhận nó đi em. Để em tính lại đã. Trước mắt em phải về bên đó để thu xếp công chuyện. Tháng sau em trở qua để lo đám cưới cho tụi nhỏ. Còn ba? Con phải có trách nhiệm chứ. Sao lại hỏi má? Con thiếu tình ba nhiều rồi má à. Má cho con có hạnh phúc cùng một gia đình mà cha mẹ luôn gần bên nhau. Con Hạnh cũng phải để tháng sau nghe anh. Ờ, anh chờ em mà. Chị phải coi được không? Cả cuộc đời tôi hôm nay mới thực sự có ngày vui đó. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết quý trọng nó. Bây giờ tôi đề nghị mình đi chung một xe ra nhà hàng, chịu không? Anh xui chị xui. Quan hô ba. Quan hô ba. Anh này lúc nào cũng đùa được.